Trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 12 vừa qua, Hội Nhân ảnh Tân Văn đã tổ chức một chương trình ca nhạc mang chủ đề Hội ngộ Lam Phương 60 năm âm nhạc, và để cảm ơn cuộc đời nhạc sĩ Lam Phương đã cống hiến cho âm nhạc Việt Nam, Hội Nhân ảnh Tân Văn đã gom góp những bài viết của văn nghệ sĩ, khán giả ái mộ viết về ông, hình ảnh cũ mới, để thực hiện một cuốn sách Lam Phương, Nhạc và Đời, để làm món quà nhỏ tặng cho nhạc sĩ Lam Phương và cho khán giả lưu lại mai sau. Cả khán phòng của nhà hàng Moonlight hôm ấy chật cứng quan khách tham dự, không còn một chỗ trống. Hội Nhân ảnh Tân Văn và một số văn nghệ sĩ cùng đứng ra để thực hiện chương trình chỉ để hát nhạc Lam Phương, nói về Lam Phương, vinh danh ông, để tạo dịp cho khán giả hội ngộ nhạc sĩ Lam Phương, chụp hình lưu niệm. Hôm ấy là lần đầu tiên tại Little Sài Gòn, California, khán giả có dịp hội ngộ với nhạc sĩ Lam Phương trong một khung cảnh ấm cúng, thân mật, để cùng cuốn theo thời gian, âm thanh, nhịp điệu của một buổi chiều, mùa thu. VNTV cũng đã có mặt và xin gửi đến quý vị phần phóng sự sau đây. Hôm nay chúng ta hội họp ở đây để mừng ngày lễ 60 năm âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương. Lam Phương là một nhạc sĩ rất nổi tiếng của hạ bán thế kỷ thứ 20, một nghệ sĩ tài danh đã sáng tác không biết bao nhiêu những tác phẩm bất hủ để cho người đời bây giờ và hậu thế. Tất cả những nhạc của Lam Phương đó đã đi sâu vào trong lòng quần chúng, và chính vì vậy mà nhạc sĩ Lam Phương đã trở thành một hình ảnh rất là thân thuộc của người Việt chúng ta, đặc biệt là của người Việt Nam, miền Nam. Miền Nam đây là cả người Bắc di cư chúng tôi, lẫn miền Nam của thầy Nguyễn Thanh Liêm, của nhạc sĩ Lam Phương và của tất cả đồng bào miền Nam chúng ta. Chúng ta hợp tác với nhau và cùng với dòng nhạc của Lam Phương xây dựng một miền Nam hết sức là tươi đẹp. Và chúng tôi biết là khi nào âm nhạc Việt Nam còn tồn tại, nhạc sĩ Lam Phương phải còn sống mãi trong lòng của những người yêu mến nhạc ông và sống mãi trong lòng của những người mến mộ. Chúng mình một tràng vỗ tay để chào đón gia đình nhạc sĩ Lam Phương. Tôi biết chứ, phải tải là trong lòng thì đến đây thì mới từ ra làm cho tôi rất là cảm động, tưởng tượng. Vâng, thưa quý vị, đó là lời chia sẻ của nhạc sĩ Lam Phương đang ngồi bên cạnh chiếc bánh rất lớn cùng với lại gia đình của nhạc sĩ Lam Phương và hơn 600 người có mặt hiện diện nơi đây. Luôn đúng sinh hoạt trong nhóm Nhân ảnh Tân Văn thì cũng đại diện cho Nhân ảnh Tân Văn xin gửi tặng nhạc sĩ bức tranh do họa sĩ do Luân Xuân vẽ. Do you?
rồi đến nỗi xa em về ngày cứ nhớ nhớ thương làm anh trên chân mong chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là một ca khúc rất là thú vị với cái tựa là Tình Hè Paris. Xin kính mời nhạc sĩ có thể kể cho quý vị nghe về cái gốc gác của Tình Hè Paris ạ. Đấy, đây gửi cho tôi bài thơ Tình Hè Paris. Bài này là sự tiếp nối của bài Mùa Thu Paris, Mùa Thu Yêu Đương, Mùa Thu Yêu Đương của nhạc sĩ Lam Phương. Và chỉ trong vòng khoảng không đầy một ngày thì tôi đã viết xong ca khúc này. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe một sự kết hợp rất độc đáo của nhà văn Việt Hải, của nhạc sĩ Vĩnh Điện để đối lại với bài hát Mùa Thu Yêu Đương.